Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Ride It On. Kể từ Kamen Rider mở đầu Reiwa là Zero One, chúng ta đã có một final form thật sự. Nó không phải là hình dạng tối thượng Zero Two, cũng không phải hình dạng Arch Zero, mà là Releasing Hopper, form cuối cùng thật sự của Zero One, chỉ xuất hiện ở tập cuối của phim. Anh ấy đã sở hữu một hình dạng tương tự với hình dạng cơ bản, chỉ thay thế mỗi chiếc Raikei Releasing Hopper, cũng được tái chế lại từ Rising Hopper, nhưng với tạo hình cũng như màu sắc đẹp hơn hoàn toàn. Do chỉ xuất hiện một tập nên nhà đài Toei cũng khá lười biếng và không tạo ra một bộ suit mới. Tưởng chừng như đây chỉ là hành động chấp vá, khi dù sao năm mà series Zero One công chiếu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi đại dịch Covid. Thì vừa sang năm sau, khái niệm trên đã được chính Toei làm cho rõ hơn khi chúng ta có form Almighty của Kamen Rider Saber, quyển sách mang sức mạnh của toàn bộ những quyển sách khác. Sang 2 năm tiếp theo, Kamen Rider Revive cũng như Gis đã có True Form là Ultimate Revive cũng như Gis 9. Họ đã không phải đi theo vết xe đổ của Almighty cũng như Releasing Hopper. Nhưng vừa mới đây, series mới nhất Kamen Rider Gacha lại một lần nữa đạp đổ khái niệm và chúng ta đã có form mới nhất Ultima Gacha, sức mạnh được tái thiết bởi khả năng giả kim thuật của Hotaro. Và trong video lần này chúng ta sẽ cùng nói về 3 form True Final Form của Men Rider trong series Kamen Rider ở thời đại Reiwa. Mình là Riding On. Trước khi bắt đầu video, chúng ta cùng quảng cáo và cho mình xin ít phút để quảng cáo Riding On Shop nhé. 15 giây để quảng cáo cho Ride It On Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Ride It On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Mở màn trong danh sách True Final Form là Zero One Realizing Hopper. Cuộc chiến giữa nhân loại và Human Gear tưởng chừng đã kết thúc sau khi Art được đánh bại. Phía sau bộ mặt của Human Gear Aizu, kẻ giống hệt với hình dạng của Izu, cô ta là đại diện cho Art còn tồn tại trên thế giới này. Chỉ cần ác tâm vẫn còn tồn tại, Art sẽ còn sống mãi trong nhân loại cũng như những Human Gear muốn nổi loạn, trải qua quá nhiều đau thương. Aruto cũng dần chuyển hóa thành Art One. Horubi cũng tương tự như vậy, sau khi Jin bị hy sinh trong tay Art One, hắn ta cũng chuyển hóa thành Art Scorpion. Trận chiến không thể tránh khỏi giữa con người và Human Gear đã thật sự diễn ra, không còn phe nào là chính nghĩa, tất cả chỉ còn là ác tâm va chạm với nhau. Trong trận chiến không nên diễn ra này, thực chất Aruto đã thức tỉnh sau khi Jin hy sinh và muốn bản thân mình bị Horubi đánh bại. Nhưng hắn ta cũng nhìn ra Aruto thật sự không muốn chiến đấu. Tất cả mọi người cũng dần nhận ra quyết tâm của Aruto nhằm tạo ra thế giới mà Human Gear cùng với nhân loại thật sự tiến bước với nhau. Tất cả điều đó đã cho anh sức mạnh mới, sức mạnh mà anh cùng với người cha Human Gear của mình tạo ra. Zero One Driver đã một lần nữa được sử dụng, kết hợp với chiếc Raikei được nâng cấp, sức mạnh thật sự của Rising Hopper. Realizing Hopper nâng cấp chiếc Raikei thành tông màu clear với vàng và xanh dương neon, biểu tượng châu chấu được phát sáng tựa như vầng hào quang của tương lai nhân loại và Human Gear. Anh chuyển hóa thành hình dạng True Final Form Realizing Hopper, những đường năng lượng chuyển hóa thành bộ giáp của Zero One, anh chuyển hóa thành form không khác gì mặc định. Releasing Hopper gia tăng khả năng của anh lên mức cực hạn. Tốc độ và sức mạnh của Releasing Hopper vượt trội hơn cả Art Scorpion, một form có thể đánh ngang sức với Art One, thể hiện phần nào sức mạnh tối thượng mà anh sở hữu. Tất cả những đòn đánh từ Art Scorpion đều bị hình dạng mới của Zero One ngăn cản và thậm chí là phản đòn cách cực kỳ gắt gao. Anh vẫn giữ nguyên khả năng từ Rising Hopper và được nâng cấp đáng kể. Tốc độ như sức bật từ Hopper vẫn được anh giữ lại và phát huy tối đa. Những tia năng lượng để lại không phải chỉ còn là màu vàng neon mà còn điểm tô thêm màu xanh neon, biểu trưng cho sức mạnh vừa được nâng cấp của Zero One. Anh di chuyển và né tất cả những ngòi độc được phát động tấn công từ Art Scorpion. Nó không phải một mà là hàng chục chiếc vòi độc tấn công liên tục. Anh di chuyển và né tránh cực kỳ điệu nghệ, áp sát vào người của Art Scorpion để ra đòn dứt điểm. Là hình thái mạnh nhất của Rising Hopper, anh không phải phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh. Tất cả những đòn tấn công, thậm chí là đòn final của Art Scorpion, anh cũng không trực tiếp hứng trọn. Anh sử dụng kinh nghiệm chiến đấu cũng như phần linh hoạt từ Releasing Hopper để né tránh đòn dứt điểm của Art Scorpion và hất tung tan không thực hiện cú Rider Kick cuối cùng. Releasing Impact, đôi chân của Zero One chuyển hóa thành đôi chân cơ mãi của loài châu chấu, giáng một cú đá cực mạnh vào người kẻ thù, nghiền nát và xóa tan khúc mắt của Horobi dành cho cả thế giới này.
câu chuyện nào rồi cũng phải đến lúc kết thúc. Đánh bại Kamen Rider Solomon, chủ nhân của Sword of Logos, chương cuối cùng của câu chuyện về Saber cũng mở ra Storius, kẻ thù còn sót lại của Sword of Logos. Hắn ta cũng đã thức tỉnh được quyển sách của riêng mình, giúp hắn chuyển hóa thành Crimo, hồi sinh là những vị kiếm sĩ tối thượng cùng với sức mạnh của quyển sách dẫn tới ngày tàn. Hắn ta là kẻ thù thật sự cho hình dạng X-Cross Saber, thanh gươm của những vì sao. Sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, X-Cross Saber cũng chỉ có thể đánh ngang với Kamen Rider Crimo từ Storius. Trong trận chiến bất phân thắng bại này, Storius cũng dần nhấn chìm thế giới và biến nó cùng với Wonder World trở về với cát bụi. Saber đã phải dùng tới sức mạnh của Bá Vương Kiếm nhằm ngăn chặn ngày tàn của thế giới. Anh mất đi nguồn sức mạnh tối thượng và dễ dàng bị tên Storius đánh bại. Tất cả những người bạn của Thomas, Blade và Isbara đã cố gắng ngăn cản Storius kết liễu Thomas. Người con gái mà anh luôn trân trọng, Luna, cũng dần kiệt quệ. Nguồn sức mạnh của cô cũng đã thức tỉnh cùng vị trí của Thomas. Tất cả những thanh gươm tụ hợp lại với nhau cùng với thân xác của Luna để tạo nên quyển sách tối thượng Wonder Almighty. Quyển sách bao hàm sức mạnh của những thanh kiếm cũng như tất cả những quyển sách khác. Sức mạnh của nó đã được nắm chặt trong tay của Thomas. Đó là hình thái tối thượng từ liệt hỏa. Nếu X-Cross Saber là sơn màu lại phân chính, thì thậm chí lần này anh xài chính phân chính chỉ thay đổi đúng một quyển sách, không còn bất kỳ điều gì thay đổi. Sức mạnh của anh là tập hợp tất cả những quyển sách từ trước đến giờ, thậm chí là biến hóa và kết hợp chúng lại với nhau để tạo những combo độc nhất, như ba chú heo con cưỡi trên cân đổ vân để tấn công Storius, triệu hồi mãnh thú và chiếc thảm thần kỳ giúp Isbara cũng như Blade tấn công tên Storius. Do Storius không phải là kẻ thù chính của Saber mà là kẻ thù của toàn bộ Sword of Logos, nên trận chiến này Saber Almighty không tấn công Kamen Rider Crimo một mình mà đánh hội đồng đến khi Crimo gục ngã. Vừa giữ nguyên hình dạng cũ mà còn không thể hiện quá nhiều sức mạnh khác biệt, chỉ là tập hợp lại sức mạnh của những quyển sách cũ và đánh hội đồng trên trùm cuối. Sự thất vọng về form này không thể nào diễn tả hết bằng lời. Tất cả nguồn sức mạnh được anh tụ hợp lại với đòn tất sát của Almighty Wonderbook, anh cũng chỉ làm rực cháy lên thanh liệt hỏa của mình, kết hợp cùng với hai người bạn thân để ra ba nhát chém chí mạng với ba nguyên tố lôi, thủy và hỏa để kết thúc cuộc hành trình của Storius. Nối tiếp sự thành công mỹ mãn từ Releasing Hopper của Zero One cũng như Almighty Saber của Kamen Rider Saber, hai Final Form Real là Ultimate Revive cũng như Kiss Knight là không thể nào phai nhạt được form tối thượng của Gacha. Anh ấy cũng nối tiếp những vị tiền bối đi trước của mình khi có form tối thượng thật sự, thứ mà chúng ta hay gọi là Final Form, form cuối cùng trong series. Với Gacha, chúng ta gọi tên Ultima Gacha. Eldorado là sức mạnh tối thượng của Gideon sau khi sở hữu hòn đá triết gia. Hắn ta đã kết hợp cùng với ánh vàng của cả thế giới nhằm tạo ra Rider tối thượng. Vàng kim là vàng thách đấu chứ không phải là vàng rách. Nó dễ dàng áp đảo tất cả những form của Gacha, đến cả Rainbow hay Platinum cũng không là gì trước sức mạnh tối thượng từ vàng 9 số 9 này. Hắn ta đã dễ dàng hóa vàng cả thế giới, thậm chí cả nhóm bạn của Hotaro lẫn anh đều bị hắn ta biến trở thành những pho tượng vàng nhằm tô điểm cho thế giới mà hắn ta đang sáng tạo. Nhận ra bản thân mới thật sự là nhân vật chính, Hotaro đã nhớ lại tất cả những kỷ niệm về người thân, gia đình cũng như tất cả những chuyện mà anh đã trải qua. Nhằm thức tỉnh sức mạnh thật sự, anh di chuyển mặc dù trở thành vàng, thể hiện rõ sức mạnh từ tính điều khiển vàng từ anh. Phá giải phong ấn vàng kim, đấm cho Eldorado bằng tay không, thể hiện rõ sức mạnh tối thượng của nhân vật chính. Anh thậm chí còn luyện hóa tất cả những mảnh vỡ vàng kim trở thành một chiếc driver mới, khôi phục lại sức mạnh những Jimmy, nâng cấp sức mạnh cho Hopper lẫn Liner nhằm tạo ra form tối thượng Ultima Gacha. Tạo hình của anh gần như không khác quái gì so với form cơ bản của Gacha. Anh vẫn là anh, nhưng với sức mạnh mạnh hơn gấp trăm lần. Anh dễ dàng hủy diệt tên Eldorado cho dù hắn ta có áp đảo tất cả những phong trước, thể hiện rõ nhất là cú đấm vật lý từ một giả kim thuật sư hất bay kẻ thù truyền kỳ của mình với bộ giáp cứng chắc từ vàng kim, bay ra khỏi chiến trường và văng tới một nơi tận cùng. Tại nơi này, Gacha Ultima cũng thể hiện rõ sức mạnh khi kết hợp cùng với tất cả những Chemi, điều khiển chúng bằng sự tự nguyện để lao đầu đánh hội đồng bọn chú vàng kim đang cố bảo vệ gia sản của mình. Trận chiến không cần sức khi một chọi 100. Ông chú này mặc dù không hề hấn gì vì bộ giáp vàng 9 số 9, không thể nào để bản thân tiếp tục đánh hội đồng. Cả hai người phải lao vào thực hiện cú Rider Kick để thể hiện rõ sức mạnh. Đòn Rider Kick của Gacha Ultima cũng tương tự với hình dạng cơ bản. Anh tạo ra thế bật nhảy bằng sức mạnh của đầu tàu hỏa cũng như sức bật từ Hopper. Anh lao tới kẻ thù truyền kiếp của mình, hóa thân hình dạng Y, chuyển lại hình dạng Rider để tung cú kick dứt điểm. Cả hai người tưởng chừng như ngang tài ngang sức,
khi El Dorado đã cảm nhận thấy cơ hội của mình. Nhưng không, một lần nữa anh kết hợp tất cả sức mạnh từ hội đồng Jamie, tụ hợp 100 người để đá một người. Và tất nhiên kết cục của El Dorado là thất bại trước sức mạnh hội đồng còn kinh dị hơn so với Almighty Saber. Các bạn có cảm nhận gì về những True Final Form? Tất nhiên vật phẩm cũng như item sẽ có phần thay đổi, nhưng điều cốt lõi nhất, tạo hình vẫn như form cơ bản. Liệu đây là sức mạnh thật sự mà form cơ bản vốn dĩ nên có, hay đơn giản chỉ là sự lười nhác của nhà đài? Hãy comment phía dưới cho mình nhé. Và đừng quên mình còn có Riding On Shop, mời các bạn ủng hộ. Thanks watching, bye.